Ôi, ngựa bay kìa. Có bọ hung luôn kìa. Nào, có gì vậy? Có gì vậy? Mình lên nắp đây cho nào hay nắp đây. Thì hôm nay á, chúng ta sẽ đến với một cái Minecraft mod, chính là Minecraft sinh tồn, siêu sinh tồn luôn. Đó, thì á, như các bạn đã nói á, thì á, và thì mình đã chọn ra phiếu bầu trên cái phần cộng đồng trên cái kênh của mình á, thì á, là các bạn chọn sinh tồn quá trời luôn á. Mình thấy các bạn chọn sinh tồn quá trời luôn. Nên hôm nay á, mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi sinh tồn cho các bạn coi luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi với một người Chế ơi, anh ra giùm em Chế ơi. Chế! Gì hả? Ủa vậy này anh đi đâu vậy? Sao không thấy anh đi đâu? À, sao em thấy anh đi chơi vậy chà? Đó là bí mật. Con nói có nhiều chuyện. Kỳ vậy? Ơi, thôi bắt đầu sinh tồn chứ tôi chặt gỗ không? Chặt ơi! Trước tiên em ơi, em đánh anh 3 lần. Hả? 3-4 lần đánh. Đánh gì? Đánh nhanh. Đúng rồi, đánh nữa. À. Em thấy cây mẫu của anh nè. Ủa cái gì kỳ hả? Ủa gì kỳ hả? Ôi kỳ quá. Trước tiên là chặt gỗ không nè. Đúng rồi, chặt gỗ đó. Chặt gỗ rồi sao? Tự lấy. Lấy cái tay đấm vô cái cây. Chặt mặc dù cái tay nữa tao, cỡ nào cũng phải đấm tiếp đúng không? Rồi sao? Sau khi lấy gỗ xong, em có chơi Minecraft không vậy? Không, em chưa quay Minecraft cho quá trai. Hèn chi vậy cũng mày đã làm survival nữa. Ai biết được, trời pha chơi đúng không? Các bạn nói đúng không? Các bạn nói là mình phải làm, trời ơi. Anh chán phải làm, mình không tìm hiểu cái gì hết trơn á, hay lắm. Nãy giờ mình mới nhận ra, các bạn thấy lá đẹp không nè? Trời ơi, có lá cây rớt luôn nè. Ôi đẹp dữ. Cây xấu à. Cái cây á. Trời, của ta đang đẹp thì kia chê à. Rồi khi mà lấy gỗ xong chúng ta sẽ để gỗ vô bàn tạo nè mà chế tạo, chúng ta làm cái cốp, là cốp xong cái đá, cốp đá xong chúng ta sẽ lấy xác rồi chúng ta sẽ làm cái cốp xác. Nói chung là làm gì chứ? Nói chung làm cây cốp trước đi. Làm thôi. Ủa bà làm sao? Thôi lấy của anh. Chị em làm đi. Trời ơi kỳ quá à. Anh cũng biết sao tụi nha, anh đi trong trẻ nó đây là những gì dạ. Ôi anh ơi con hổ kìa. Con hổ kìa. Đây thật nó nào. Ủa gì kìa? Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Trời ơi. Để con cho. Đúng rồi, diễn nó đi. Đúng rồi. Thấy chưa? Ui nó nhìn em kìa. Ui. Đúng rồi. Không muốn trang đảm đâu. Thôi vậy lên. Chơi làm gì? Cho một giọt máu nè. Ai da. Ôi kìa. Ủa con gì kìa? Ủa kìa hả? Wow. Người cây á, lấy cái tay chọc nó chơi nút. Cái tay hả? Chọc nè. Lấy cái tay chọc nó chơi. Ủa không chọc được. Anh đi đâu? Thử à. Đúng rồi, anh có ý này là làm thử. Lấy cái bàn chế tạo. Sao? Làm cái que. Que làm sao? Ôi trời đất ơi. Làm sao? Chị em đi, trời ơi. Nè. Chị em làm cái que. Lấy cái rìu, chọc. Lấy cái rìu. Đó, được rồi đó. Ghê chưa? Ủa sao đi em vậy? Ủa sao đi theo ta? Nó đi lấy lên đà ta. Trang đang nhìn em kìa. Không chịu đâu. Ôi giờ sao anh Trang cứu em? Rồi xong luôn, trời ơi anh chết quá đáng các bạn thấy không? Anh chết đi luôn rồi. Ủa gì vậy? Không giống mờ chứ. Ok chúng ta lại có một cái giường. Ui nó tấn công em vậy kìa. Em đói lắm rồi. Ui. Thôi con này em chạy nè. Ủa vậy sao anh? Con rắn kìa, sao anh kìa? Ok đúng rồi em, anh nghĩ tụi Đi này chạy nha anh, chạy nha anh. Ôi chạy chạy chạy. Ôi mà em đói quá à. Thôi đi đường này. Ôi chỗ đây có dân này nè, đi đường này, đi đường này. Chỗ này dân này nè. Ui. Cứ ôi, lửa bay kìa. Có bò hung luôn trời. Nào, con trời bị chết rồi, kỳ quá. Ôi, ôi chết lẹ. Ôi ra cái chỗ trên dân này quẹ. Trời ơi, con gì tấn công em nhìn ghê quá à. Mà lên đồ lại nhanh đi. Ủa con gì kìa? Ôi, con gì? Con gì? Cái ôi trời ơi, con hồi nãy. Ôi con gì kìa? Đâu. Ôi, cái bà kìa. Rồi. Nó. Ôi trời, nhà đâu có cửa. Ôi nhà đâu có cửa sao nghe tiếng cửa vậy? Ôi. Anh làm gì? Trời. Ui trời, chưa gì gặp mấy con gì tùm lum không à. Ui, có mấy con cừu ra. À, nào đi chị em chế tạo coi, em chưa có đồ gì luôn á. Ý kìa chị em ơi. Trời ơi, em nói cho em lấy cúp em tạo đi. Cái này em không có cúp luôn á. Ủa trời đất mẹ. Đây. Nè, lấy cái gỗ đi. Gỗ này á. Cái gỗ. Yeah. Ê ơi. Bán gỗ ấy. Bán gỗ làm sao? À chết rồi. Rồi, ôi trời ơi trời. Lá tay. Trời cái này, trời ba cái chuyện này. Biết hết à. Rồi. Bán gỗ ôi trời. Trời ơi con hộp báo. Cái gì vậy? Ui. Ba ơi, đừng tấn công mình nha, mình hiền lắm à. Đâu. Không chịu. Nào, chết. Ôi trời ơi. Đúng rồi, tao đi đâu cũng gặp chuyện chứ vậy. Ai biết sao nói em. Ủa vậy sao, em đói quá à. Giờ chúng ta lấy càng nhiều đá càng tốt đi. Ôi, trời xong luôn. Trời ơi, anh kỳ quá. Ôi, Trời gõ luôn. Trời kỳ vậy. Giờ kiếm cái nhà trốn hay nhà ngủ đi. Ở trong đây có cái chỗ nhà hầm chịu đương nhiên. Ôi mà ủa cái bạn chế tạo ngoài kia ai. Không chơi ra nha. Giờ làm cái khác đơn giản. Ô sao có hay vậy? Ôi gõ đâu? Nắp cần gõ. Kệ nút. Ê cây ai trời chị em sinh tồn đi. Giờ nha, giờ bấm e. Bấm e lên, không có gì hết trơn á. Thấy cái bên phải, không? Thấy cái bên phải không? Bên phải. Ui, bên phải gì nhiều thứ hai vậy? Ui cái gì vậy? Mình bấm cái gì nè? Wow. Sao giờ sao nữa? Giờ tìm cái cúp thôi, đó là công thức đó, nó chung pháp rồi. Công thức ra. Ủa sao tìm một đống thứ luôn trời. Nó một đống luôn kìa các bạn. Ủa sao làm? Kệ nút. Ôi chị em ơi. Hình như là bạn chế tạo tiếng Anh là cái gì? Crafting table. Ra nè. Ra gì vậy? Chuột phải là chỉ mình craft, còn chuột trái là chỉ công dụng của nó. Hiểu rồi. Trời ơi, giúp mình dữ ha. Trời. Phải lấy 4 cục gỗ. Cho em 4 cục gỗ đi. Còn cái cuốc là gì? Cái cuốc là gì vậy? Gì? Cái cuốc. Cái cá sao trời đất ơi, đúng rồi, nhìn ra, nhìn phải à. Cái gì vậy? Chết đi. Anh nằm ở đây. Trời. Giết mình. Ui. Rồi, anh có kiếm hay vậy? Wow. Giờ đi tìm con báo coi. Ôi trời đất ơi. Đúng rồi, có thịt gà. Có thịt gà sao chấm bi? Gà. Ở đó đâu ơi? Ui, giết nó đi. Quá. Đốt đi ra cho ta. Rồi, nó chạy. Nhưng mấy con kia chạy rồi. Đồ em nè, rồi. Rồi xong mưa luôn rồi. Trời xong. Không sao. Hiểu rồi. Ôi giờ làm sao chế cây gậy? Chế sao? Ở đây nè. Cây gậy gì? Hiểu rồi. Ôi giờ làm sao chế cây cúp? Vậy hả? Tự kèm. Sao ta? Đây nè. Quá, hay nha. Em phải lấy mấy cái cúp nè. Em phải lấy mấy cái đá dẹp gì vậy để làm đầu. Ủa? Anh chết làm gì đây? Trời ơi! Chị thằng Đào. Đào làm gì Đào cho nó vậy? Trời ơi! Ôi ơi! Giờ có cái luật nào phòng Đào ở đây không? Ơi có than nè, có than nè anh, có than nè. Than thì đập đi. Yeah. Đập sẽ đập. Chị cũng hỏi anh chơi kìa, nói thôi. Nói để cho anh biết. Có kim cương thì nói cho anh biết luôn á. Nãy giờ em mới nhận ra nha. Có cái bản đồ phải bên phải nè. Nãy giờ mới nhận ra luôn á. Ừ. Trời tưởng nút một chứ. Trời kìa. Anh chắc kỳ quá. Các bạn thấy anh chắc kỳ không? Trời ơi. Chắc người ta mới biết lắm. Nếu các bạn nào thích không rồi. Nếu các bạn nào thích series này thì bấm nút đăng ký thích chia sẻ nha. Mình tiếp tục đây. Trời ơi, than quá trời luôn các bạn. Nãy giờ mình đã nhiêu cục rồi? 13 cục luôn. Trời ơi, mà trong khi một đống ở đây luôn nè các bạn. Wow. Ôi chết, lấy thang ra chế được gì không anh? Không. Có không? Không biết đâu, có mình sẽ coi. Xem nào, có thang chúng ta chế được giáp thang. Được luôn hả? Được luôn. Rồi, chém thử đây. Thử đi làm. Từ. Ủa mà làm giáp sao hôm qua này? Tự tìm. Ủa chị hả? Thôi là cái gì cũng chị. Ủa giá tiếng Anh là gì? Just play. Hả? Là sao? Gì sao? Ôi trời ơi, chơi, thôi khỏi đi. Trời kỳ hả? Vậy á. Ôi kỳ quá à. Ôi trời ơi, chị em đây. Ê đúng rồi. Ôi trời, ra cục gì vậy? Hả gì vậy? Lại nhà rồi. Quay! Ủa sao anh có thấy hả? Chị em ơi! Lấy đá từ nãy giờ tập giáp. Ủa chế giáp làm sao? Công thức chế giáp sao? Ôi trời đất ơi. Giờ bấm khô đi. Khô đi sao? Cờ o hả? Cờ la lờ. Ủa ra nè. Hiểu rồi. Không hết tốt. Ủa sao nó không ra gì vậy? Ủa nó không ra gì luôn á. Không ra sao? Cái này là khối than. Trời ơi. Rồi lấy đá đi. Làm đá cũng được nè. Từ chơi gì mấy con thú hoang dã không rồi. Từ để làm được không ta? Wow hay vậy. Rồi mình làm thêm cái quần nữa. Thiếu mình phải lấy một chút cái đá để làm cái quần. Tự mặc vô thử coi. Trời ơi, cái chép này kỳ quá. Trời ơi, người ta đến mai mà. Trời, nghe tiếng gãy gì ai? Ui, giờ chết tiếp rồi. Hỏi ra đi. Wow. Ôi cái gì vậy? Quá các bạn nhìn ngầu không? Trời ơi quá ngầu luôn. Ê, trời ơi chết mày kỳ quá à. Tự nhiên đánh người ta là sao? Trời. Nói câu đó bao nhiêu lần thôi nhóc. Cái kỳ à. Nhóc gì? Người ta người lớn rồi nhóc. Ok gì giờ đi ra lấy cột. Ủa làm sao chế đây Kim? Làm nhà cái. Ủa lộn làm giường. Thôi phiêu lưu đi. Trời ơi người ta gọi là siêu sinh tồn phải phiêu lưu rồi. Từ buổi sáng mà gặp chết cả đống luôn. Không sao. Hay đi hướng này, lấy thức ăn như vậy. Không lo chết đói. Lấy hết rồi. Đây nè, còn đây em chưa lấy nè. Chưa lấy. Ổn rồi, chúng ta sẽ ăn cắp đồ gì. Còn đồ gì không? Vậy nút thay. Đừng máy ơi. Giật máy quá. Tiếp. Trời gió thổi rồi bạn. Trời, cái mốt này hay ha. Còn có mấy cây màu hồng nữa nè. Wow. Đi anh ơi, đi. Đi. Trời trời mưa không sao mình có dám mà. Đi nè. Đi. Hình như là mình phải đi. Mình đi hướng này nè. Ui, có mấy con gì nè. Ui. Mấy gì nhìn thấy hả? Cái này mà con rùa gì? Kiểu con rùa ai biết giống. Ôi cái tòa nhà tháp gì kìa. Thôi con này nữa thôi, em muốn đụng chuyện không? Thôi Mom ơi, mình đâu có đủ giá đâu. Em không có kiếm nữa nè. Ui. Anh thấy tự tin. Em nói em tin nha. Trời ơi, anh thấy vậy chứ đâu hay là con là chết. Đúng rồi. Con là nhìn đúng mà. Nhưng mà em đâu có kiếm đâu, em đâu không có kiếm. Lấy cái rìu đánh được không? Có rìu đâu. Ôi trời tao coi nè, lấy cái này đi. Ôi, quay con. Ôi con gì vậy? Ôi cái con này nè, cái con này nè. Ôi, đúng, chứ đâu. Dạ. Chứ đâu anh có lên. Ôi trời ơi. Ôi bé chết luôn rồi đó. Thấy tình giờ vô chơi luôn. Thôi anh ơi, từ từ ấy, mình chưa có đủ dũng khí. Thôi đừng vô tránh á. Thôi đừng. Rồi, có đồ gì không? Thôi, chạy. Đã bảo rồi hết chưa? Đúng rồi, sắt đã bảo rồi, nút thích vô đánh lộn. Đánh chết con nhỏ đi. Rồi xong, em đọc rồi xong. Rồi. Thôi chạy. Ôi trời cái tiếng gió nữa. Tiếng gió mát mà. Ghê, nghe ghê. Có mấy con cừu nè. Rồi, có chưa ngủ ngon rồi. Đúng rồi. Em nè. Ủa anh đâu? Ơi. Đúng rồi. Anh đi theo em. Em tưởng. Từ từ đưa cái chỗ này. Sao ơi. Vô đánh lộn. Đừng vô. Chết trời trời. Vậy đi em nè. Đi. Đi nè. Anh có thịt không? Em hết thịt rồi. Có khoai tây chiên. Khoai tây. Em cần khoai tây chiên. Thịt cừu, cái thịt gà. Thịt nào cũng được. Cừu sống nè, thịt cừu. Cái thằng nhóc này. Lại ta thôi, chơi đi mà, trời ơi lại. Anh thề vậy luôn hả? Cái cây à. Ôi trời. Nè. Wow, thịt nướng nè. Ôi ngon dữ vậy. Ôi có mấy con nhện nè. Con này có phải con nhện nè. Giết cừu đi. Ôi kệ hả. Thôi cừu mình làm giường, mình nuôi sống nó đi. Vậy thôi. Ở đây vậy nè anh. Cái này là cái gì vậy? Maloberry là cái gì? Này hả? Này ăn được á. Ăn được hả? Lấy. Đúng rồi. Ăn đi cho có độc chơi. Có độc hả? Ai biết, có thể. Nói chung đem đi về, đi. Thôi, có đường gì nè, anh, có cái đường gì nè, đừng sỏi nè, đi. Gì đừng phổi. Đừng sỏi. Trời ơi, nghe không phổi. Nghe được anh. Wow, ở đây có gì không? Ôi, ở đây không có gì hết trơn á. Trời ơi, con ngựa gáy kìa. Con ngựa. Hay con ngựa mà. Thì cũng là con ngựa. Ôi, chỗ đây có gì nè anh? Có cái cục gì? Nút đâu rồi? Anh đâu? Trời tới đây ra đây luôn. Đi nè. Đây là cái đồng phục quá. Rồi giờ lên núi chúng ta phải chinh phục cái núi này mới được. Đúng rồi, lên núi chết lạ. Chỗ này là lạ đó. Thôi chạy đi. Chỗ này là lạ ghê luôn. Đúng rồi. Hả? Gì? Có cái nút gì nè. Có. Bấm chơi, bấm chơi. Em chắc chắn nha luôn, đây là cái tròn nè. Trời ơi, em biết là bao nhiêu lần rồi sẽ có cái tròn. Đúng. Anh vừa thấy cái cục này di chuyển. Nó di chuyển hả? Đâu? Có gì đâu. Hồi nãy anh thấy thiệt luôn á. Có đâu anh chạo không à. Ôi di chuyển gì kìa. Thấy chưa nó rồi, có cái gì nữa, cái gì đập coi. Ôi. Gì vậy? Wow. Đúng rồi, nút chơi vậy hả? Em đâu biết đâu. Cái gì vậy? Nhìn cái nhà làm sao hả? Wow. Ôi trời ơi. Quay. Wow. Ủa vậy là sao? Ủa trời ơi, trong đây có đầy đủ tiện nghi luôn á. Giống như là trong đây là hang ổ của ai vậy trời? Giống như là trong đây có người văn minh đã sống rồi đó. Ủa hay là trong cái thế này lại có những cái này ta. Đúng. Mở trống rỗng. Không có gì hết trơn á. Thôi hay là mình lấy nhà này mình làm nơi chú ẩn mình đi ha. Cái này gì vậy? Giường. Giường nè. Ủa có giường sẵn luôn nè. Con trai ngủ, ok hai con trai mà ngủ. Vậy sao ra? À trái cái nút ra. À đúng rồi đây con cái nút con nút. Ủa có luôn hả? Để đâu đây? Không. Ủa vậy sao lấy được? Ôi, được đi đi đi. Ôi trời. Trời ơi. Gì vậy? Ở trên này gì vậy? Ôi, lên đây xem ơi. Đó đó. Ôi trời. Ồ trời có thang máy luôn nè. Trời tiện lợi dữ ha. Wow. Ủa gì sao? Thang máy nè, có mấy thang máy nè. Ơi còn gà kìa. Wow. Trời hay vậy. Wow. Ok chắc đây hình như có thể nhà của tiến sĩ nữa, cho ai biết. Hay quá. Quá trời luôn rồi. Có tivi, tủ lạnh. Tivi nè, máy tính nè. Trời ơi Minecraft luôn nè. Wow, trời chỗ này chưa được mở hả? Trời các bạn hay bạn. Có cái chỗ quay video nè. À xin chào mọi người nha. Mình là Núp trong kia nào hoi Núp đây. Ấy da không. Sao thì các bạn hãy nhớ bấm like cho mình nhé. À xong video rồi. Rồi cứ mời đọc luôn. Đặt lại. Đặt lại nè. Đó. Rồi đây. Kết thúc video, chỉ được cái nhà hay quá. Thật thiết lắm luôn à, làm biến quá à. Kỳ à. Kết thúc video rồi. Thì video của Núp là gì đây thôi. Mà các bạn nhớ bấm nút thích nè, chia sẻ nè, đăng ký nè. Và đừng quên qua channel của anh Chế nè. Anh Chế cũng sắp chuẩn bị làm lại video rồi. Mà Đó là anh Chế cũng sắp làm xong. Anh Chế cũng sắp thi xong rồi. Các bạn đúng rồi, nhìn nha. Nhìn. Lên nút khỏi vô. Chết chưa? Ủa. Kết thúc video đi ai. Ôi nào để kết thúc chung ơi. Ê kết thúc chung. Đúng rồi. Đặt lại cái nút đi. Rồi thì video có lúc cái gì đây thôi. Tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp tới. Và hãy nhớ qua channel của anh Check VN để móc chờ những cái clip mà cho play gì đó. Các bạn của anh Check